quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Cũng chúng ta đã trải qua cái quãng thời gian đó là khoảng 3 năm rồi với bắt gặp lại một bộ dàn mà em đã giới thiệu tới các bác cách đây 3 năm trước ở trên kênh YouTube. Đây là bộ dàn gần như là một hệ thống complete nhỏ nhất thế giới, nhưng nó lại có những cái đặc điểm đặc biệt, rất là đặc biệt, và rất nhiều khách hàng, đặc biệt là những khách hàng có tính chất với cái nhu cầu sở hữu một bộ dàn. Nó không riêng về cái chất âm trước mà đó là cái độ độc cũng như là cái tính chất sưu tầm cao. Đây là JVC EX-NW1, một trong những hệ thống loa màng gỗ nhỏ nhất thế giới mà hãng giới thiệu năm 2017. Năm 2017 thì khi mà bộ dàn JVC này được Victor Studio thiết kế và giới thiệu tung ra thị trường trong cái hệ sinh thái loa màng gỗ của hãng, thì nó đã đạt được bốn cái giải thưởng thiết kế của tạp chí VGP năm 2017, với cái giải thiết kế của sản phẩm ấn tượng trong mùa hè này, giải thiết kế của sản phẩm ấn tượng về phong cách thiết kế. Như các bác có thể nhìn thấy đây, đó là cái em sẽ đo định lượng một cái đĩa CD nhạc với cái bộ dàn này để các bác có thể thấy bộ dàn này nó bé như thế nào. Đây, cái đĩa CD nhạc của chúng ta đây. Đó. Bộ này thì để mà nói, nếu mà các bác nghe về, các bác mua về mà các bác là người thưởng thức âm nhạc chuyên nghiệp mà có nhu cầu nghe nhạc nhiều ấy, thì em nghĩ là các bác không nên mua. Tại vì sao? Tại vì đây là một bộ dàn nó không dành cho những người khai thác cái tính chất thực tế, đó là cái chất âm, mà nó dành cho khách hàng vừa quan trọng chất âm nhưng phải có một cái hơi hướng sưu tầm. Bộ dàn này được thiết kế để các bác có thể chơi với những hệ thống phòng ngủ, với những hệ thống bàn làm việc, những laptop, những PC, những MacBook, vì cái thiết kế của nó rất nhỏ gọn và xinh xắn. Các bác cũng có thể bỏ khoảng cái mức tiền khoảng 1-2 triệu để đi mua một cặp loa vi tính để có thể chơi với cái laptop và PC, nhưng với 1-2 triệu đó thì các bác không thể mua được NW1 với công nghệ loa màng gỗ. Đó. Bộ sản phẩm ngày hôm nay về hàng mức giá là 12 triệu rưỡi, và cái bộ sản phẩm cách đây 3 năm trước em có mở hộp giới thiệu tới các bác ấy, là bán cho một anh khách ở Bắc Giang, một trong những dân chơi sưu tầm, mức giá cái thời điểm đó là 16 triệu các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi sâu vào hơn về cái thiết kế của cái bộ sản phẩm rất là đặc biệt này. Các bác có thể thấy là cái cặp loa nó bé như này thôi, cái đường kính loa toàn giải, cái đường kính bát toàn giải của nó chỉ là 3cm thôi, nhưng cái công nghệ vẫn được làm bằng gỗ, vẫn có viền cao su, vẫn có bốn cái chân đinh để chúng ta có thể gắn cái e cang lên, cũng có e cang, cũng có logo JVC. Nói chung các bác có thể thấy là cái bộ dàn này được làm, cái cặp loa được làm rất là tỉ mỉ. Với một cái cặp loa to ấy, cái công sức cũng như là cái thời gian làm chưa chắc đã tỉ mỉ và kỳ công bằng cái bộ sản phẩm bé này, vì thế cái mức giá của thiết bị nó cũng không hề rẻ đâu các bác nhá. Rồi, vẫn cái màu sắc thiết kế của cái dòng Woodcon thế hệ đời mới, chúng ta sẽ có một cặp loa với cái chiều nghiêng là 45 độ với cái hệ thống loa có cả chân đế máy đây, và cái cục phía phần dưới đế này nó làm được tách biệt và gắn liền với cái cặp loa phía trên bằng hệ thống ba cái chân đinh dính liền luôn. Đây, các bác có thể thấy chiều rộng của cái chân đế nó đâu khoảng 5cm, và chiều rộng của loa nó khoảng 3,5cm thôi. Chiều cao của loa là khoảng 6cm, cả chân đế máy đâu đó mà khoảng 10cm. Đó. Ở phía chúng ta có thể nhấc hẳn cặp loa này, nhấc hẳn một viền loa lên. Đây, khi mà để đứng thì nó sẽ như này, nhưng mà được hãng thiết kế nằm nghiêng 45 độ. Và phía sau, phía đáy của loa thì các bác có thể thấy là họ đưa vào cho chúng ta thêm một cái cục. Cục này thì thường ở trên những sản phẩm cao cấp của họ thì là cục đế, nhưng mà họ đưa thêm cục đế này vào để cho cái cặp loa này nó thêm phần nặng hơn. Cái đế loa nó nặng hơn, và khi mà nó phát nhạc nó không bị cộng hưởng bởi âm thanh phát ra từ màng loa và di chuyển cặp loa, với cái tính toán mà họ đã làm sẵn. Như các bác có thể thấy ở đây, đó là cái dòng JVC EX-NW1 tuy bé thôi nhưng mà vẫn sở hữu cái cầu loa phía sau là cầu bắp chuối mạ vàng tiêu chuẩn, hệ thống ốc lục giác này rất là cao cấp, và cái thông tin của loa đó là trở kháng 4 ohm, công suất là 10W. Và các bác có thể nhìn thấy phía sau chúng ta còn thêm một cái bass cộng hưởng nữa, đường kính cũng là 3cm. Đó, một bát cộng hưởng phía sau. Vậy có nghĩa là chúng ta phía trước chúng ta sẽ có một củ loa toàn giải màng gỗ, phía sau chúng ta sẽ có một bát reflect cộng hưởng nữa. Đó, cái hướng đặt của loa rất là đẹp. Cái này mà thiết kế kích thước to hơn thì sẽ rất là ăn khách. Tuy nhiên, hàng limited, hàng sưu tầm, vì đấy là hãng không phổ thông cái dòng sản phẩm này trên thị trường. Đấy là khi mà chúng ta nói về cái cặp loa. Còn về cái thiết kế của ampli thì chúng ta sẽ có một cái chiều sâu của ampli là 12cm này, 14cm.
Còn chiều rộng là sẽ là 7cm, chiều cao sẽ là 3,5. Một chiếc Apple chạy mạch Class D rất là nhẹ và được tích hợp đầy đủ những công nghệ để các bác chơi nhạc số. Phía trước chúng ta sẽ có một cái núm vặn âm lượng rất JVC và Victor, đó là hình nửa quả trứng tròn, đèn định vị. Ở trên còn cả modem NFC và Bluetooth. Ở trước chúng ta sẽ có một nút đổi suộc, một nút play này, một nút headphone 3,5 và màn hình hiển thị luôn các bác nhé, màn hình hiển thị luôn. Phía sau chúng ta sẽ có thông tin như sau. Cái dàn máy này sẽ được chạy bởi qua một cục đổi nguồn adapter, tuy nhiên cái adapter vẫn phải cắm điện 100V. Phía sau chúng ta sẽ có một đường audio in từ PC sang và một đường audio in từ 3,5 và một đường từ PC với chân USB và một đường cáp quang. Cáp quang này các bác có thể cắm cả Smart TV để chơi đấy các bạn. Tuy nhiên thì cái bộ dàn này em nghĩ là chắc chắn rằng khách hàng mà mua bộ này thì là mang tính chất sưu tầm cao. Vì thế nên là các bác sẽ không nghe những cái dòng nhạc từ TV. Như em đang khai thác dòng nhạc từ USB các bác nhé. Ngoài ra thì các bác cũng có thể kết nối Bluetooth rồi audio in. Đó. Bộ này thì như các bác đã trải nghiệm, đó là cái công suất của nó không khủng khiếp như những cái dòng sản phẩm thương mại của Victor. Nó chỉ tí tách với cái độ chi tiết cao và cái công nghệ loa bằng gỗ như kỹ sư sản xuất trực tiếp ra bộ JVC NVK1 này có chia sẻ, đó là cái họ hướng tới cái độ phân giải cao, cái độ chi tiết và trong cái không gian làm việc riêng tư các bác, khi các bác tập trung cao độ trong công việc nhưng vẫn muốn có một cái bản bài hát mà phát để các bác có thể thư giãn đầu óc, thư giãn và thoải mái trong cái không gian yên tĩnh mà các bác đang làm việc một mình, thì cái bộ này có thể đáp ứng được điều đó. Nó không quá ồn ào, nó không có quá nhiều tạp âm, nó có độ chi tiết cao và các bác ngoài tất cả những cái yếu tố như thế ra thì JVC NVK1 còn mang cái tính chất bầy biện rất là độc lạ, đỉnh, sưu tầm rất là cao và gọn nhẹ, các bác có thể nhìn thấy. Đấy là tất cả những cái tóm tắt về cái bộ sản phẩm này mà em muốn gửi tới các bác đam mê âm thanh. Nói chung là các bác có thể chiêm ngưỡng những cái hệ thống loa high-end lên tới vài chục tỷ, những cái cặp loa cột lên tới 4-5 mét, những cái cặp loa chép kèn lên tới 2-3 mét, nhưng mà chưa chắc các bác đã nhìn thấy cái bộ loa màng gỗ nó chỉ gọi là bằng kích thước bằng 3 cái đĩa CD lại. Các bác có thể nhìn thấy cái cặp loa này nó có thể đặt vừa trên cái lòng bàn tay của em này. Đó. Còn cái Apple của chúng ta thì sẽ bằng khoảng 2 bao thuốc thôi. Rồi bây giờ thì tiếp tục mời các bác thưởng thức một bản nhạc khác đến từ cái dòng nhạc hòa tấu đàn tranh nhé. Và ngoài ra thì máy cũng có thiết kế khiển các bác này. Khiển thì cũng có cả bát, chép, tăng giảm âm lượng đầy đủ hết. Em sẽ tăng giảm âm lượng này, tăng này. Âm lượng của máy hình như đến 40 là hết cỡ các bác nhé.
Ok, đây là tất cả những cái thông tin liên quan có trên một cái bộ dàn JVC NVK1 rất là độc đáo này. Bộ này đang được order cho khách với mức giá là 12,5 triệu. Thông tin là hàng nguyên thùng như mới. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này cũng có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để order về sưu tầm bày biện trong cái không gian riêng tư của bác.